độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh dung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng nô nhà vi năng hồ tu su ki ta hồn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng wa ta nô tu nhà a sa wa kha ya wa hằng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đăng nê pun nhăn hiếp ba nát xá tất cha vô hô tú, mong tất cả chúng ta sẽ đắc được bảo quả giải thoát. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư trí đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Cảm ơn các cô tu nữ, cảm ơn đạo tràng đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến tất cả chư công đức. Con xin chi phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong pháp hữu vô tâm ma giá. Cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát, và cũng do quả phước này xin chi phước đến tất cả những người bệnh nhân FO sớm phục hồi sức khỏe và không trở nặng. Cầu mong tất cả các bệnh nhân và tất cả những người dân trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng được an toàn thoát khỏi đại dịch này. Và cũng nhờ phần phước này con xin chi phước đến gia đình chị Kim Nhung, mong tất cả những thân nhân của Kim Nhung sớm phục hồi sức khỏe và được an vui trong đại dịch này. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, trong quá trình đọc tam quy và ngũ giới có gì sai sót con xin sám hối trước chư tăng, trước đạo tràng. Dạ, xin thứ lỗi cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính xin dân mít đến sư trí đức để đi phó chương trình. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Ấy chư tôn thiền đức tăng, xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 56. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt thô ma hê si a ra hằng ta tha ga tô lô cô tâm mô sóc ba ga lô vĩ chệt tha cô lô ca sa sa tha cha nó đầm ma cô quý đồ quần đà ma hành tầng đá ra phù cha này giác cần như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói chăng tối thượng giáo chủ kiên năng vô lượng tư đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương pháp trần con xin lễ lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá di bồ giác ta sa sát tu nô lô ca nó mạnh thát sa quy nà ca ru cô sa pa nhu bút thấp bá di phù tí sành nhá tô quần đà má hành tầng nó ra phù cha này giác cần pháp bảo quy như anh bà Như Lai soi sáng, vẹt màn vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ, văn minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường.
sân khu quý số thù chú cá tá sá xà quá cô sế khà chú cà mù quá cái thầm mới sế cô niên đà bất sân xa đi á nà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng nó ra pù chân này giác tầng trong bảo trên văn phật đà cháu để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bị còn xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nó tới giá trị chi nó sẽ ca mê chú quá nàng ta xa bí à nút hoa về nó ta xa dê nó sẽ trả tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần Thắng Dương ân đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 56. Appamatto ayaṃ gantho, appamatto ayaṃ gantho, appamatto ayaṃ gantho. Alo, chị Nhật Bình, chị Kim có ý kiến gì phải không? Thấy hai bàn tay đưa lên. Alo, rồi xin mời ý kiến của chị Nhật Quỳnh và chị Kim. Con sư trong câu số 2 cái sư cái chữ cuối đó. Đá giá ra chanh đá năng hay là đá giá ra chanh đá ni, chữ cuối là chữ ni n chữ y rồi có chữ y có dấu nguyện cái y dài sư, mà trong đó sau sư để là chữ năng vậy sư, con có ý kiến này thôi, rồi con xin trả máy rồi. Alo, 1, 2, 3. Có ai thấy bàn tay của Sít Nhật Quỳnh không? Bàn tay của Sít Nhật Quỳnh có ai thấy không? Bởi vì khi mà đưa bàn tay lên, tức là quý vị có ý kiến. Mà bây giờ cản trở quý vị, không cho quý vị có ý kiến thì chúng ta học hỏi để làm cái gì ha? Ai cũng không thấy, tại sao tôi thấy mắt này chắc mắt bù lại rồi. Mắt này là sao mà kỳ cục, tại sao chúng ta thấy bàn tay của Sích Nhật Quỳnh? Bây giờ cho Sích Nhật Quỳnh ăn chè nè, quý vị thấy nè. Đó, cho Sích Nhật Quỳnh ăn chè nè. Tức là chứng tỏ có bàn tay. Mà tại sao quý vị không thấy? Khổ đế thiệt, rồi thả ra rồi nha. Như vậy chắc cái máy của chúng tôi coi như cũng trục trặc kỹ thuật ha, trục trặc kỹ thuật hay là cái máy bị mắc cái gì gây rồi. Còn xích kem từ từ chứ làm cái gì mà nóng tính quá vậy, mới câu số 1 không mà chưa xong vậy bây giờ chạy qua câu số 2 hả? Câu 1 chưa xong mà chạy qua câu 2, ý kiến y cò. Nghĩa là câu 1 không biết đọc có đúng hay không, không theo dõi. Mà bây giờ là có ý kiến câu số 2. Quý vị thấy nghĩ sao? Trong khi câu 1 chưa xong gì hết, không biết trúng trặc gì, quý vị có theo dõi hay không. Vậy là chạy qua câu số 2. Người ta đâu hay biết tới đó. Tức là trước và sau chúng ta không quan trọng, chỉ là hiện tại. Mà hiện tại thì chúng ta phải nhìn vô câu số 1 đúng hay sai đã. Câu 1 đúng sai rồi khi đó mới qua câu số 2. Tiên Hà Thú Quy Cường cái gì? Cái kiểu nó làm rối đồ hình à. Rồi bây giờ ông lại ha. Appamatto ayaṃ gantho, appamatto ayaṃ gantho,
Bamato Ajangantho. Rồi câu số 1 có thắc mắc gì không? À, im ru vậy ha. Vậy mà câu số 2 chưa gì hết mà đã có ý kiến. Bây giờ qua câu số 2 nè. Dài dần ta ra trần đa nặng. Dài dần gần à, ta ra trần đa nặng. Đó là đọc lần thứ 2 ha. Bây giờ đọc lần thứ 3 nè. Dài dần ta ra trần đa nặng. Lần thứ 3 không có ý kiến. Nhưng mà bây giờ chúng tôi có ý kiến. 3 lần đọc câu số 2 nó là như vậy. Nhưng mà thật sự là chữ Tagara Chan Dani. Sĩ Nhật Quỳnh sửa lại dùng. Tagara Chan Dani. Alo. Chan Dani đúng hơn là Chan Đa Nằng. Alo, xin Nhật Quỳnh sửa lại giùm ha. Alo, Chan Dani, một danh từ trung tính. Ikalanta, Napum Sakalinga, Chan Dani, tức là gỗ trầm. À, gỗ trầm. Tagara Chan Dani. Rồi, alo, quý vị sửa lại giùm, học đâu sửa đó. À, chứ không có, bây giờ coi nha. À, Sĩ Kim hỏi có được gì không hả? Quý vị muốn thưởng nên cho Sĩ Kim cái gì? À, hôm trước ăn cái cây quá đắt à, chứng tỏ người tham nhũng mà. Người này là người thích ăn à, chứ không có thích uống. Hôm trước thuê cho ăn trái cây quá trời rồi, bây giờ còn muốn đòi ăn nữa hả? À, không biết có phải tuổi thân hay là tuổi gì mà ăn trái cây vậy, không biết nữa. Rồi bây giờ quý vị nhìn lại câu 1, câu 2. Ấp băm mắt ai dần gần thù dài dần ta ra trần ra nì. Ấp băm mắt tổ ai dần gần thù dài dần ta ra ra trần ra nì. Ấp băm mắt tổ ai dần gần thù dài dần ta ra ra trần ra nì. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4 ha. Vô chắc xì lá quá tặng gần thù. Vô chắc xì lá quá tặng gần thù. Vô chắc xì lá quá tặng gần thù. Và câu cuối cùng. Qua thi đề quê su út tam môn. Qua thi đề quê su út tam môn. Qua trích đề huệ su út tam môn. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. Vô chắc si lá quá tăng gần thô qua trích đề huệ su út tam môn. Vô chắc si lá quá tăng gần thô qua trích đề huệ su út tam môn. Chắc gì tầng gần ta để quê su tâm một phải bây giờ ông đọc có hai gần đi xì lá quá tầng gần thô qua chiếc đề quê su tam môn ấp ba mắt tổ a dần gần thô gia dần ta ga ra trần đa liền vô chất si la quá tăng gần thô qua trí đề huệ su út tam môn. Đó là cách đọc thứ nhất ha.
Tôi đọc thứ hai phải có hơi, có nghĩa là chúng ta đọc nguyên một 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 hơi như vậy hết bài ha. Abhamato ayang gan tho ya yang tagara chan dani yo chasi la wa tang gan tho wa ti de we su uttamo Abhamato ayang gan tho ya yang tagara chan dani yo chasi la wa tang gan tho wa ti de we su uttamo. Đó là cách đọc trường âm, đoạn âm, chúng ta phải rõ ra. Cách đọc thứ nhất thì chúng ta dừng dừng lại cuối câu số 2, Tagara Chandani. Và cách đọc thứ hai thì chúng ta làm một hơi luôn, ha. Làm một hơi từ trên xuống dưới, gọi là mì ăn liền, ha. Làm một hơi. Cái gì đây nữa? Ta gọi là chân đá ni chữ ni chữ ni ta gọi là chân đá ni chữ ni cuối câu là trường âm ha. Chân đá ni là gỗ trầm hay là trầm hương, nó là một danh từ trung tính ha. Chân đá ni. Rồi dòng dòng kinh thì chúng ta biết qua hai cách đọc ha. Còn dòng kệ thì đây là một cái câu mà có 8 từ, chúng ta chia 2 4 4 này rất dễ đọc, rất dễ nhất là dòng kệ. Abhamato ayangantho yayantara rachandani Yo cha si la wan tang gan thu wan ti de we su on ta mo. Quý vị thấy bốn bốn dễ ha. Am ba ma to a yang gan thu ya yang ta ra ra chan da ni Yo cha si la quan tăng gần thủ qua tri đê quê su ôn ta môn. Thêm lần nữa ha, dễ và thêm lần nữa cũng khó thì phải nhường cho quý vị. Âm ba ma tô a văn gần thủ và văn ta ga ra chanh đa ni Yo cha si la wa tăng gần thu wa ti đê quê su ôn ta mô. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thắng tỏa thiên giới. Xà trụ xà trụ ba bàn tay xích mê ta xích kim nhung xin mời. Nam mô Bụt Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khà Gia. Và trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con cũng xin đọc câu pháp cú số 56. Abhamato ayang gan tho ya yang tagara chandani yo cha si la wa tang gan tho wa ti de we su uttamo. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ab trường âm nhấn, ba đoạn âm, mát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, á đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ganh trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, gia trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá gá rá ba đoạn âm, chanh trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, đá đoạn âm, ni trường âm thông thường, ấp ba mát
tô a dặn gành thô gia dặn đa ga ra chành đa ni. Và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm si trường âm thông thường, lá quá hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo dạng âm, ganh trường âm nhẫn thô trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, tí đoạn âm đê quê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, út trường âm nhẫn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường, vô cha si lá hoa tăng ganh thô qua tí đê quê su út ta mô. Con đọc lại hết bài. Áp ba mát tô a dăng ganh thô gia dăng ta ga ra chành đa ni. Ya yang ta ga ta chan ya ta ni yo cha si la wa tang gan tho wa ti de we su ut ta mo. Ít giá trị hương này, hương và la chiên đạt chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Áp ba mát tô a văn ganh thô và văn ta ga ra chành đa ni vô cha si la quả tăng ganh thô và ti đê quê suốt ta mồ. Và con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Ký Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào sư Ký Đức, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Quý vị nghe tiếng của tôi nói khi mà tôi đọc á, quý vị có nghe nó bị đứt khoảng không, hay là nó không có lia, quý vị cho tôi biết nha, để tôi chỉnh máy lại, tại vì máy này là máy mới tôi dùng Bluetooth quá, thành ra nó, tôi không có rành, không biết âm thanh nó qua một cái máy như vậy như thế nào, nhưng mà nó, tôi nghe thì nó rõ, nó bự rõ hơn. Nếu mà nó có đứt khoảng gì đó thì quý vị cho tôi biết nha. Rồi, cảm ơn quý vị đã nghe, cho tín hiệu nghe rõ ràng, không có chuyện gì thắc mắc. Trời ơi, thì trước hết mà sư đọc, sư đâu, cô sư hay cái gì sư nói cũng được hết trơn á. Con thấy nói sai thì con nói sai cho rồi, để sư đọc rồi hồi sai tùm lum, rồi mấy người mới mất công vô sửa trước cho rồi đi, đợi tới câu đó mới nói. Thì giống như là khi nào nước nó lụt tới chỗ đó rồi mới nhảy, chứ nó lụt tới ngoài ngõ mình chưa có nhảy đâu sư, để nó tới vô tới cửa rồi mình nó nhảy ra, lúc đó lội đó. Nhưng mà con biết sư tập con thôi, con cũng dẻo miệng con nói vài tiếng cho đỡ tức vậy đó. Bây giờ con xin trả bài nha. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 56. Cái tặc đó mà, cái tặc mỏi nhọn, cái tặc cái bà nhiều chuyện mà sư đặt đó là chết danh rồi, lên mỏng nói tiếng này tiếng kia, chết liền ngày hôm đó đó. Phải lên phải nói này nói kia đó, để cho nó đừng có hầm hơi, nó bể cái bụng nó chết hết sư. Thôi bây giờ con trả bà cho rồi, để sư nói. Và sư con tặng cho sư nước với lại trái cây nhiễu sư, sư bình tĩnh, sư ngồi, sư uống rồi sư ăn, cái sư khỏe rồi sư. Thôi giờ con trả bài cho sư nghe. Áp ba mắt tô a dằn gành thô và dằn ta ga ra chành đa nì dồ thì la quá tằng gành thô hòa tí đề quê xú út ta mô. Áp ba mắt tô a dằn gành mô và dằn ta ga chành đa nì dồ cha sĩ la quá tằng gành hồ hòa tí đề quê xú út ta mô. Phần có cần đọc lần thứ ba không ta? Thôi đọc một lần nữa đi, nói chắc ăn đi. Appa mắt tô a dằn gành thô và dằn ta ra chành đa nì
Yo cha si la wa tăng gan tho wa ti đề quê su úc tam mô. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Áp chừng âm nhắn, bá đoạn âm, mắt chừng âm nhắn, tô chừng âm thông thường, ngấy tô, những cái tô phở, mớ môn tô phở, tô mì vậy. Á đoạn âm, văn chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, gan chừng âm nhắn, thô chừng âm thông thường. Phân tích câu số 2. Gia chừng âm thông thường, văn chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, tá giá rá ba đoạn âm, chanh chừng âm ngắn, đá đoạn âm, nghi 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 không phải là năng, nghi có chữ dấu nguyền đó, đá là đoạn âm, nghi là chừng âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. A mắt tô a dằn gành thô ya dằn ra ra chành đa nì vô cha xì la quá tằng gành thô hòa ti đề quê su úc ta mồ. Phân tích câu số 3. Vô vô mãi vô vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, xì trường âm thông thường, lá quá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan trường âm ngắn, thô trường âm thông thường. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng, cái kiểu này á, là con bắt chước sư đó, sư hay nói câu cúng cùi là sư cuối cùng á. Con thích cái chữ này đó. Qua trường âm thông thường, tí đoạn âm, đề quê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, út trường âm ngắn. Chữ út này giống như con này, con là út đó sư, con là nhỏ nhất trong nhà đó sư. Úc trường âm ngắn nha, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Phân tích mà có phụ đề nữa sư, vui. Mở nhọn cái vậy đó sư. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài ca kệ và dịch tiếng Việt Nam. Vô chá xì lá quá tăng gành thồ hòa tí đề quê xú Úc ta mồ áp ta mắt. Tô a dằn gành thô già dằn ta ra ra chành đa nì vô chá xì la quá tành gành thô hòa tí đề quê xứ Úc ta mồ áp pa mắt tô a dằn gành thô già dằn ta ra ra chành đa nì vô chá xì la quá tành gành thô hòa tí đề quê xứ Úc ta mồ. À pa mắt tô a dân gắn thô và dân ta ra ra chân đá ni vô cha si la qua tăng gắn thô và ti đê quê suốt ta mô. À pa mắt tô a dân gắn thô và dân ta ra ra chân đá ni vô cha si la qua tăng gắn thô và ti đê quê suốt ta mô. Ít giá trị hương này. Sau sư hòa thượng Thích Minh Châu đọc câu này, nghe cái quẩn họng nó nói hương này, cái hương này ít giá trị là gì? Hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh, tối thượng tỏ thiên giới. Nghĩ đúng hơn, ít giá trị hương này chấm là hương này ít giá trị, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh, tối thượng tỏ thiên giới. Ngào thiệt á. Đó, sư đi uống cà phê, ăn ăn bánh, ăn trái cây của tôi rồi, không có quẩn cho bông hoa đâu quý vị. Thấy chưa, đó, phê ta nè. Đó, một người, hai người, hai người vỗ tay vỗ chân thôi. Không thấy ông đâu hết trơn. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa và vỗ tay vỗ chân, cảm ơn quý vị nha. Hình như cô Hồng Thị Kim Nhung kế tiếp đó. Rồi, mời cô nghe, rồi, bye, chúc may mắn. Alo, 123, 123, Sĩ Kim ơi. Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch theo lối ngũ ngôn ha. Thì bây giờ Ngài dịch như thế, thì bây giờ chúng ta cứ thế mà đọc đi, ít giá trị hơn này. Bây giờ mất dịch hay sao mà gọi là hương này ít giá trị ha. Thì bây giờ Ngài đã dịch như vậy, chúng ta trình độ bằng Ngài hay không? Bây giờ Ngài dịch dạng sao thì bây giờ mình cứ thế mà làm đi.
rồi một xíu nữa là tự vận nè. Trong tự vận đó thì chúng ta phân tích từng từ tại sao ít giá trị hương này, rồi hương này ít giá trị hai cái khác nhau, cho nên ít giá trị hương này, đó là lối dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Còn cái người mất dịch á, họ mới nói rằng hương này ít giá trị, có phải không sư Kim? Rồi mời sư Kim Nhung, sư Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con không thấy bạn Kim Nhung lên nên con xin đọc trước ạ. Appamatto ajang gantho ya yang tagara chan tani yo chassi lawa tang gantho wa ti de we su ut ta mo. Con xin phân tích câu 1, câu 2. App trường âm nhấn, phá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, á đoạn âm, giang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, gia trường âm thông thường, giang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá gá rá ba đoạn âm, chăn trường âm nhấn, đá đoạn âm, ni trường âm thông thường. Appamatto ajang gantho ya yang tagara chan da ni. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Yo âm thông thường, chá đoạn âm, si trường âm thông thường, lá quá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, tí đoạn âm, quê hai trường âm thông thường, âm út trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Yo chassi la wa tang gan tho wa ti de we su út ta mô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 56. Appamatto ajang gantho ya yang tagara chan da ni yo chassi la wa tang gantho wa ti de we su ut ta mo. Appamatto ajang gantho ya yang tagara chan da ni yo cha si la wa tang gan tho wa ti de we su ut ta mo. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng, con xin được đọc tiếp. Dạ, con pháp cú 56. Appamatto ajang gantho ya yang tagara chandani yo chassi
Dù cha sĩ la hoa tặng gần thù hoa tí đề quê suốt ta mồ. Áp ba mát tổ á dặn gần thù, dạ dặn ta gà ra chàn đá nì. Dù cha sĩ la hoa tặng gần thù hoa tí đề quê suốt ta mồ. Dạ con xin được phân tích bốn câu liên tục. Áp là trường âm nhấn, bá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, á đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, gia trường âm thông thường, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá gá rá là ba đoạn âm, chan là Alo, chị Phúng ơi, rớt mic rồi. Dạ, con xin lỗi ạ, khi cái mạng của con bị rớt ạ. Dạ, con xin được phân tích lại. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, gia là trường âm thông thường, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá gá rá là ba đoạn âm, chan là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. Dạ con xin phân tích câu 3, câu 4. Vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, lá quá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, găng là trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, tí đoạn âm, đê quê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, út trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Appamatto ajang Appamatto ayang gantho Vayam tagara chandane Yo chasi lawatang gantho Vati de we suottamo. Dạ. Con mất cái dịch nghĩa tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong rồi, con xin xuống mất. Con kính tri ân sư, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ con kính lên lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 56. Appamatto ayang gantho vayang tagara chandani yo chasi lawatang gantho vati dewe suuttamo. Appamatto ayang gantho vayang tagara chandani yo chasi lawatang gantho vati dewe suuttamo. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Appamatto ayang gantho vayang tagara chandani. Up là trường âm nhấn, tá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, á đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, gia trường âm thông thường, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, gá, rá ba đoạn âm, chan trường âm nhấn, đá đoạn âm, ni trường âm thông thường. Appamatto ayang gantho vayang tagara chandani. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Yo chasi lawatang gantho vati dewe suuttamo. Yo là trường âm thông thường, chá đoạn âm, ni trường âm thông thường, lá quá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, tí đoạn âm,
đê quê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, út trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Yo chát si la quá tăng gan thô qua tí đê quê xú út ta mô. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 56. Appamatto ayang gantho ya yang tagaga chanda ni yo chasi lawa tangantho wa ti de we su uttamo. Ít giá trị hương này, hương già la kiên đàn, chỉ hương người đức hạnh, tối thượng tỏa thiên giới. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ. Appamatto ayang gantho và yang ta ga ra chan da ni yo cha si la wa tang gan tho wa ti de we su ta mo appa mat to wa yang gan tho ya yang ta ga ra chan da ni yo cha si la wa tang gan tho wa ti de we su ta mo. Dạ con đã đọc, phân tích và kệ xong. Có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ kính tri ân sư trí đức, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ. Xin mời Tina. Dạ con cảm ơn cô. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ với con, kính đảnh lễ với bà quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 56. Appamatto ayang gantho ya yang tagara chandani yo chasi la watam gantho wati dewe su uttamo. Con xin phân tích câu 1 và 2. Appamatto ayang gantho ya yang tagara chandani ấp trường âm nhấn, phá động âm, mát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, á động âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, da trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá gá đá ba động âm, chan trường âm nhấn, đá động âm, ni trường âm thông thường. Appamatto ayang gantho yang tagara chandani. Câu 3 và 4. Yo chasi la watam gantho wa ti de we su uttamo. Yo trường âm thông thường, chá động âm. Si trường âm thông thường, lá hóa hai động âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gan trường âm nhấn, thô trường âm thông thường. A trường âm thông thường, tí đoạn âm, đê quê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, út trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Yô chá si la quá tăng gan thô hoa tí đê quê xú ún tá mô. Áp bá mát tô á yăng gan thô ya yăng tá gá ra chăn tá ni. Yo cha si la wa tang gan tho wa ti te we su un ta mo. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh, tối thượng tỏ thiên giới, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Am pa man tu a yang gan tho ya yang ta ga na chan da ni. Yo cha si la wa tang gan tho wa ti de we su ta mo. Am pa man tho a yang gan tho ya yang ta ga na chan da ni. Yo cha si la wa tang gan tho wa ti de we su ta mo. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Có sai sửa dùm cho con, con kính mời vị kế tiếp. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin
Con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú số 56. Appamatto ajaṃ gaṇtho yāyaṃ tagarācaṃ daniyo cassi la quá tăng gần thồ và tí đề về su út tam mồ một cái hai áp ba mắt tổ a dần gần thồ và dần ta ga ra chành đa ni áp trường âm nhấn bá đoạn âm mát trường âm nhấn tô trường âm thông thường á đoạn âm dần trường âm đọc theo giọng nguyên âm gan trường âm nhấn thô trường âm thông thường gia trường âm thông thường dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá gá rá là ba đoạn âm chanh trường âm nhấn đá ní hai đoạn âm áp ba ma tô á dần gành thô gia dần tá gá rá chanh đá ní dồ chá xì lá quá tăng gành thô và tí đề về su út tá mồ vô là trường âm thông thường chá đoạn âm si trường âm thông thường lá quá hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm gan trường âm nhấn thô qua hai trường âm thông thường tí đoạn âm đề về hai trường âm thông thường su đoạn âm út trường âm nhấn tá đoạn âm mồ trường âm thông thường. Con xin đọc lại bốn câu này. Appamatto ajaṃ gaṇtho yāyaṃ tagarācaṃ cassī la quá tăng gaṇtho và tí đề về su út tá mồ Appamatto ajaṃ gaṇtho yāyaṃ tagarācaṃ daniyo cassī la quá tăng gaṇtho và tí đề về su út tá mồ Appamatto ajaṃ gaṇtho yāyaṃ tagarācaṃ daniyo cassī la quá tăng gaṇtho và tí đề về su út tá mồ tích giá trị hương này hương già la chiên đàn chỉ hương người đức hạnh tối thượng hòa, tỏa thiên giới là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123, Huynh Giang Nhật Hà, chờ một tí ha. Kính lễ Đại Đức Pháp Tràng, kính lễ Đại Đức Lễ Đức, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Chiếc lá mùa xuân, hôm nay đâu còn mùa xuân nữa. Cho nên cái chữ Tagara Chanh Đá Ni, chữ Ni mình đọc là Ni ha. Tagara Chanh Đá Ni, cuối câu số 2 nó là trường âm chứ không phải là đoạn âm ha. Xin chức ra mùa xuân chú ý lại ha. Vô sớm sớm đi, vô hình chi cho trẻ, để rồi khi mà đọc á thì phải chú ý. Nhìn vô đây chắc là không mang mắt kiến hay sao mà đọc chữ chanh đá ni ha. Chữ này là chanh đá ni ha, cuối câu số 2. Rồi xin mời Huynh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú số 56 ngày hôm nay. Dạ, chắc chiếc lá mùa xuân có đeo kiến kỹ quá sư, cho nên đọc bài thấy cái bài bố chưa có sửa lại, cho nên đọc thành ní. Chắc cũng tại kỹ quá chứ không phải là với lại vô trẻ. Dạ, con xin phép đọc cái câu pháp cú số 56 ngày hôm nay ạ. Appamatto ajaṃ gaṇtho yāyaṃ tagarācaṃ daniyo vô cassī la quá tăng gaṇtho vā tī đề sê su út tá mồ
Appamatto ajang gan tho ya yang tagara chandani yo chasi la watang gan tho wa ti de se su uttamo. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Appamatto ajang gan tho ya yang tagara chandani. App là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, ganh là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, gia là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, tá, gá, ra là ba đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. Appamatto ajang gan tho ya yang tagara chandani. Và câu số 3 và câu số 4. Yo chasi la wa tang gan tho wa ti de se su uttamo. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, lá quá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, d, c là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, út là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. Yo chasi la tang gan tho wa ti de se su uttamo. Dạ con xin đọc lại ạ. Appamatto ajang gan tho ya yang tagara chandani yo chasi la wa tang gan tho wa ti de se su uttamo. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn chỉ hơi đức hạnh thượng tỏa thiên giới, là bản dịch của Hòa Thượng Thanh Châu. Nhà con xin kệ. Appamatto ajang gan tho ya yang tagara chandani yo cha si la wa tang gan tho wa ti de se su un ta mo ap ba man to a yang gan tho ya yang ta ga ra chan da ni yo cha si la wa tang gan tho wa ti de se su un ta mô. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ con xin, con cảm ơn sư đã post bài và con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123. Hôm nay Huynh Giang Nhật Hà có giọng kệ đặc biệt ha. Giọng kệ này hơi giống giống như cô tu nữ Tùy Duyên, nhưng mà cũng có một cái điểm là đê quê xú. Đê quê xú, nhưng mà sao Huynh Giang Nhật Hà cứ đọc là đê xê không hả? Đê quê xú. Rồi cái điều mà Đại Đức Tùy Đức thắc mắc là ta có lá chanh đá năng, thì cái chữ chanh đá năng này đã chỉnh sửa thành chanh đá ni, bởi vì chanh đá ni nó là một danh từ nữ tính, nó là một danh từ trung tính, y gran ta nó phun sát từ ra, chanh đá ni có nghĩa là gỗ trầm. Gỗ trầm. Thì như vậy ở đây chanh đá ni chẳng phải chanh đá năng, bởi vì chữ chanh đá năng tam sao thất bổn, cho nên chúng ta coi như chỗ nào sai thì sửa ha. Chúng ta coi như nương nhau mà sống mà,
Rồi bây giờ thấy bàn tay của Đệ Đức Pháp Trang, xà thủ à, kính thỉnh Đệ Đức Pháp Trang. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Mà trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Đại Đức, Đại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đại tràng. Và trân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được phép đọc câu Pháp Cú số 56. Appamatto ajang gantho ya yang tara chanda ne yo chasi la vat tang gantho va ti de ve su uttamo. Appamatto ajang gantho ya yang tara chanda. Appamatto ajang gantho ya yang tara chanda ne yo chasi la vat tang gantho va ti de ve su uttamo. Appamatto ajang gantho ya yang do chất thì nó có tầng gần to và thì để về số ớt tóc mô tích giá trị hương này hương già la chiên đàn chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏ thiên giới và bản dịch của ngài hòa thượng Thích Nhất Hạnh. À, chúng con đã đọc xong giờ xin gửi mít lại cho đạo tràng năm một hai giờ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ Cô Tu Nữ Tuệ Duyên, kính chào Đạo Tràng. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 56. Appamatto ajang gantho ya yang tagara chandani yo chasi lava tang gantho va ti de ve su uttamo. Appamatto ajang gantho ya yang tagara chandani. App là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm. Dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường. Câu số 2, gia là trường âm thông thường, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, gá, rá là ba đoạn âm, chan là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4, vô chá xì lá văn. Yo chasi lava tang gan tho va ti de ve su ut ta mo. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, lá bá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, va là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, de ve là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, út là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. Appamatto ajang gantho ya yang tagara chandani yo chasi la van yo chasi la van tang gantho va ti de ve su uttamo. Appamatto ajang gantho ya yang tagara chandani yo chasi la van tang gantho va ti de ve su uttamo. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Appamatto ajang gantho ya yang tagara chandani yo chasi la va tang gantho va ti de ve su uttamo. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong, con xin xuống biết cái sai cho xin Ngài và đạo tràng sửa sửa. Con cảm ơn Ngài đã bốt bài cho lớp đọc.
Alo, 123, 123. Cô tu nữ Phúc Hạnh phân tích chính xác, dòng kệ cũng rất là hay, rõ ràng. Nhưng mà khi đọc dòng kinh á, thì cái chỗ này vô cha si la quá tăng gành thù, si la quá tăng, si la quá tăng, chứ không phải là si la quan tăng. Nhưng mà khi đọc dòng kinh á, thì cô tu nữ Phúc Hạnh là đọc si la quan tăng. Mà thật sự ra phân tích thì rõ ràng chính xác si la quá tăng à. Dòng kệ cũng si lá quá tăng, nhưng mà dòng kinh nó thì đọc si lá quanh tăng. Ai chú ý chút ha. Còn người nào chưa đọc, alo đưa tay chứ. Hôm nay sao rồi gạt quá sao, để Đức Phật Trang nó tiêu, để Đức Phật Trang lên mình nhớ là coi như khích lệ bà con, rồi bà con nên đọc mà ra tiêu rồi là xong ngay. Rồi thay cô Nhật Quỳnh xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên, Huynh Giang, Nhật Hà, Hồng Mai, Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ ngài Trị Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tề Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Và con kính tri ân sư và cảm ơn cô Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tề Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh, quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Con nhìn đồng hồ thấy 5:30, con lật đật con chạy tới. Nhà con nghe ngài chỉnh cô Phúc Hạnh là một điều may cô. Sư Pháp Trang nói tiêu chứ con không thấy có tiêu. Con trả bài không mong được ngày sửa nên là không có tiêu đâu đại đức. Dạ con không thấy tiêu. Dạ con không biết đại đức, đại đức có trước máy không, và sư có ôn bài không bạch sư. Dạ sư có ôn bài không, sư cho con một tín hiệu. Dạ đại đức có trước máy không. Dạ con dân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú câu số 56 ạ. Appamatto ayam gantho ya yam tagarachandani yo chassi lavatang gantho va ti de we su uttamo. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Dạ con xin kệ. Dạ alo. Dạ alo. Đầu trang có nghe âm thanh của con không ạ? Dạ alo. Dạ con xin kể ạ. Appamatto ayam gantho yayam tagarachandani yocha sila vatang gantho vati dewe suttamo. Appamatto ayam gantho yayam tagarachandani yocha sila vatang gantho vati dewe suttamo. Appamatto ayam gantho yayam tagarachandani yocha sila vatang gantho vati dewe suttamo. Dạ con xin xuống mic, xin mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. À.
Dạ, sa thú lành thầy, kính nam tri ân đại đức. Nam mô Bụt Thà, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, đại đức Pháp Trang, đức Tự Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh đã phát bài. Dạ, để xin phân tích câu pháp cú số 56. Áp bám mắt tô ác dân gan thô. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, dân là trường âm giọng nguyên âm, gan là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường. Đoạn 2. Gia dân tá gát rát chăn đát ni. Gia trường âm thông thường, dân trường âm giọng nguyên âm, tá gá rá ba đoạn âm, chăn trường âm nhấn, đá đoạn âm, ni trường âm thông thường. Áp bám mát tô á dân gần thô gia dân tá gá rát chăn đát ni. Đoạn 3 và 4. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, si trường âm thông thường, lá quá hai đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, gan trường âm nhấn, thô trường âm thông thường. Vô chá si lá quá tăng gan thô. Đoạn 4. Qua trường âm thông thường, tí đoạn âm, đê quê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, út trường âm nhấn, á đoạn âm, mô trường âm thông thường. Vô chát si lá quách tăng ranh thô quê, vô chát si lá quách tăng ranh thô qua tí đê quê xú út ta mô. Áp bám mắt tô a yang gan thô ya yang ta ga ra chan da ni. Yo chát si la wat tang gan thô wa ti de we su ut ta mô. A ba mát tô a yang gan thô ya yang ta ga ra chan da ni. Yo chát si la wat tăng quá ti đề quê su ut ta mô. Áp ba mắt tô a văn gan thô gia văn ta ga ra chan đa ni. Vô cha si la quá tăng gan thô quá ti đề quê su ut ta mô. Giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh, tối thượng tỏa thiên giới. Ở thơ của Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã phân tích và kệ, nếu có sai, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nam mô Bụt Thà, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con vị nào chưa ông ngoài thì xin đưa bàn tay nha. Dạ, con xin được phép trả bài ca khúc kinh số 56 ạ. Dạ, con xin tâm phân tích 4 câu một lần luôn ạ. Áp bám mát tơ a dằn gành thơ gia dằn ta ra chành đa nì. Giờ cha xì la quá tăng gành thơ qua tí đề quê xu ướt tam hồ. Áp bám mát tơ a dằn gành thơ gia dằn ta ra ra chành đa nì. Giờ cha xì la quá tăng gành thơ qua tí đề quê xu ướt tam hồ. Không có xong.
Dạ con xin đọc thêm lần nữa ạ. Appamatto anganto yanta garacchana ni chassila anganto va ti de ve su tam ho. Dạ con xin phân tích ạ. App trường âm nhấn, bá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, á đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ganh trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, cha trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá gá rá ba đoạn âm, chanh trường âm nhấn, đá đoạn âm, ni trường âm thông thường, vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, si trường âm thông thường, lá quá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ganh trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, tí đoạn âm, đê quê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, út trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Băm áp tờ a dằn gàn thờ dạ dằn ta gà ra chành đa nì dờ cha xì tăng gàn thờ qua đê quê xú út tá mô. Ít giá trị hương này, hương dạ la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh, tối thượng tỏ thiên giới. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ sa thú bằng tay quan thanh. Dạ con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Dạ con xin được kệ. A ba mát tô a dặn gần thơ dạ dặn ta ga ra chẳng đa ni vô cha si la hòa tặng gánh thơ hòa ti đê quê su ụt ta mô àm ba mát tô à dặn gánh thơ dạ dặn ta ga ra chẳng đa ni vô cha si la hòa tặng gánh thô hòa ti đê quê suốt ta mô. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhục huỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mời quan thanh nha. Dạ con kính xin kính thành cái ba ngôi tam bảo ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con xin kính tại đảnh lễ Ngài Trí Đức và Quý Sư Lễ cho Đạo Tràng. Con xin kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang và kính đảnh lễ Đại Đức Đại Đức. Và con xin kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Tệ Duyên. Và con xin kính chào toàn thể Đạo Tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú 56. Appamatto ayang gantho ya rằng ta ga chan đa ni ru cha si la quá tăng gan thô hoa ti đề về su út ta mô áp pa mát tô a yang gan thô ya rằng ta ga ya chan đa ni ru cha si la quá tăng quan thô hoa ti đề về su út ta mô. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Appamatto ayang gantho ya yang tagara chandani. App là trường âm nhấn, bá là đàn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, á là đàn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, ya là trường âm thông thường, văng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá gá rá là ba đoạn âm, chăn là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Yo cha si la yo cha si la quan tăng quá tăng gan thô. Dù cha si la qua tăng gần thô qua ti đề su út ta mô. Vô là trường âm thông thường, chá đoạn âm, si là trường âm thông thường, quá là lá quá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường.
Qua là trường âm thông thường, tý là đoàn âm, đê quê là hai trường âm thông thường, xú là đoàn âm, út là trường âm nhấn, tá là đoàn âm, mô là trường thường. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Appamatto ayang gantho ya rang tagara chan dani ro cha si la qua tang gan tho wa ti de quê su ta mô. Ít giá trị hương này, hương già la trên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tòa thiên giới. Đấy là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con. Pamato arang gan tho ra rang ta ga ra chan da ni ro cha si la wa tang gan tho wa ti de we su un ta no mo. Appamatto arang gan tho rarang taga ra chan ta ni ro cha si la wan tang gan tho wa de we se su un ta mo. Dạ con có đọc sai, con xin ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài ạ. Dạ bây giờ con xin xuống mic. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Tùy Duyên và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Thiện Hữu, cảm ơn Hồng Mai đã cho mình từ biết âm thanh rõ. Và con xin kể đọc và kể đã bài phân tích câu pháp cú số 56. Và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh đã post bài học hôm nay. Appamat to ayang gan tho ya yang tara ga chan da mi yo cha si la wa tang gan tho wa ti de we su ut ta mo. Appamatto ayang gan tho ya yang tara ga chan da ni yo cha si la wa tang tang gan tho wa ti de we su ut ta mo. Dạ con xin phân tích bài hôm nay là câu số 1. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gân là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường. Câu số 2. Gia là trường âm thông thường, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, gá, rá là ba đoạn âm, chân là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. Và câu số 3, vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, lá quá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ganh là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường. Và câu số 4, qua là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, đê quê là hai trường thông thường, xú là đoạn âm, út là trường âm nhấn, tá là đoạn âm và mô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Appamatto ayang gan tho ya yang tagara chandani yo chasi la wa tang gan tho wa ti de we su uttamo. Appamatto ayang gan tho ya yang tagara chandani yo cha si la wa tang gan tho wa ti de we su ut ta mo. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tọa thiên giới. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Dạ con xin kệ bên nay số 56. Bà mất tu à dẫn danh thu ya dân ta ga ra chẳng đa ni dù cha si la và tặng danh thu và ti đê quê sụt ta mô. Dạ con đã phân tích, dạ con đã đọc xong, có sai không ngài? Dạ đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con. Dạ một lần nữa cảm ơn đạo tràng và cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã đưa bài học lên hôm nay. Dạ con xin vào trễ, hồi nãy sư Nhật Quỳnh chào nhưng mà đem từ định lên cầm mic mic ra chào lại luôn. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, con kính mời đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. Sa thủ xích niệm từ. Xích niệm từ đã kết thúc cái phần sinh hoạt về trường âm, đoạn âm, giọng kinh cũng như giọng kệ. Đây là một bài tương đối dễ. Quý vị đã thể hiện rất tốt. Vì nào đọc cũng hay hết á. Nhưng mà riêng có cô tu nữ Phúc Hạnh ha. Nhìn vô đây đọc bị mờ mắt luôn. Hay đến nỗi mình đọc mờ mắt luôn ha. Hôm nay cái dòng kệ của Đại Đức Lợi Đức cũng đặc biệt ha. Có một cái âm hưởng giống giống Đại Đức Pháp Tiến. Đại Đức Lợi Đức, dòng kệ thấy cũng hay. Đúng rồi. Ủa, chị Nhật Quỳnh cũng bắt chước cô tu nữ Phúc Hạnh ha. Bị mờ mắt luôn ha. Rồi. Bây giờ tại sao chúng ta mở mắt ha? Chữ D quê số mà đọc D C số Quynh Giang Nhật Hà cũng bị mờ mắt vậy. Rồi xích chất lá mùi thương cũng bị mờ mắt vậy. Chanh đá ni ha, mình đọc chanh đá ni sao mà quý vị mờ mắt? Trong khi đó cái thời gian của quý vị là mới buổi chiều mà. Còn đối với chúng tôi này mờ mắt thật nghĩa là nếu mà không có mấy ly cà phê ha làm cho nó sáng con mắt ra thì chắc là chúng tôi coi như là mờ mắt thật. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của câu phát ngôn 56 qua tự vân ha. Appamatto ayaṃ gantho, appamatto ayaṃ gantho. Ở đây chúng ta thấy chữ appa, appa đây là một tính từ có nghĩa là nhỏ nhoi. Appa là nhỏ nhoi. Chữ matto do chữ matta. Matta là một danh từ nữ tính akranta ithilinga. Matta chỉ về cái đơn vị đo lường. Một cái sự cân đo đếm ha mà nhỏ nhất. Tức là appa matto. Chữ mắt tán này đứng làm chủ từ số ít. Bạch thâm á, hay có quá chân áo vừa phát trí, cho nên mắt tán biến thành mắt tù, ốc bó mắt tù. Rồi ít oi, nhỏ nhang. Ít oi, nhỏ nhang. Rồi cái từ thứ hai là cái từ á dân. Chữ á dân chúng ta cũng đã học rồi, có nghĩa gì đây? Alo, ai còn nhớ chữ á dân? Alo, chữ á dân là cái gì? Quý vị còn nhớ không? Chữ dân ru nè. Quy còn dân là cái này, cái này
Quỳnh hay hay. Ai cũng quên hết. Không, mình thích Nhật Quỳnh là nhớ. Mà cái này là cái gì? Này ganh bồ ganh đó ganh tâm được bật trên này gà à các cuộc đời ai dân ai dân chứ là đúng rồi, ai dân là cái này đúng rồi, còn là ganh thô là hương thơm, hương thơm này ít ỏi hay là ít ỏi này hương thơm. Rồi, quý vị thông cảm, ở Việt Nam bị cơn bão Côn Sơn tấn công mấy ngày nay, cho nên mưa to, gió lớn, ảnh hưởng đến đường truyền. Được nghe, chứng được chứng mất gì là tốt rồi, còn hơn là mất mạng, hết nghe. Rồi, như vậy quý vị thông cảm ha, nghe được chừng nào cứ nghe, chứ cơn bão nó hoành hành. Rồi, bây giờ câu số 2. Ya yang takara chan dani. Ya yang takara chan dani. Chữ ya yang. Chữ ya yang. À, chữ ya cộng với a yang. Chữ ya do là từ quan hệ nữ tính là chữ giá. À, có nghĩa là cái nào thì ở đây chữ gia có nghĩa là cái nào, rồi á dân là cái này, á dân là cái này, chữ á dân do cái từ ý đăng ha, mà hai từ này đi chung. À, gia dân cái nào cái này, à, hai chữ nó đi chung nhau vậy. À, cái nào cái này đi chung với nhau, không biết tính sao rồi ha, hôm nay dính trùng đi. Ta cà ra chanh đá nì, ta cà ra tức là gỗ, ta cà ra chanh đá nì là gỗ trồng, bởi vì cái chữ chanh đá nì nó là một danh từ trung tính, y cà răng ta nó bung sắc cà lĩnh ra, thì ở đây gỗ tá cà rá hay là gỗ trầm, tức là cái này, cái nào cái này trong hai cái loại này á. Và dần tá rá chanh đá ni, cái nào cái này, tức là trong hai loại đó, trong hai loại đó tá cà rá chanh đá ni, chắc là gỗ tá cà rá hay là gỗ trầm. Mà gỗ tá cà ra và gỗ trầm thì ở đây được gọi là già la và chiên đàn. Già la và chiên đàn, tức là trong hai loại, cái này thì cái nào á, tức là hương già la, hương chiên đàn. Rồi, vậy thì câu 1, câu 2. Appamatto ajang gantho yajang takara chandani. Hương thơm này của gỗ tá cà hay là gỗ trầm là nhỏ nhòi. À, chúng ta nghe lại hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Hương thơm này của gỗ tá cà rá hay là gỗ trầm là nhỏ nhòi. Và la tức là tá cà rá, chiên đàn tức là gỗ trầm á. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Vô chất si lá quá tăng gần thồ. Vô chất si lá quá tăng gần thồ. Vô do cái đại từ gia. Vật nào, cái nào, hoặc là nói về người thì người nào. Thì ở đây nói về gỗ, nói về hương, thì cái vật nào đó, cái nào đó. Vì cha là hòa ha. Si la quá tăng gần thù. Si la quá tăng.
Xì lá quá tầng ở đây chúng ta thấy xì lá nó là một danh từ trung tính. A khan ta na phùng sát cả linh ga. Xì lá có nghĩa là giới hạn. Mà chỉ quá tầng do cái từ quanh tủ chỉ về sở hữu. À chỉ về sở hữu. Vậy thì xì lá quá tầng ở đây. À, chữ quá tầng ở đây có nghĩa là của những người có giới hạn. Xì lá hoa tầng là của những người có giới hạn. Nhưng mà cái gì của những người có giới hạn? À, do chữ ganh thù. Ganh thù, cái câu đầu tiên chúng ta đã thấy có nghĩa là hương thơm. À, vậy thì ở đây câu này có nghĩa là hương thơm của những người có giới hạn. Hương thơm của những người có giới hạn. Rồi câu cuối cùng. Về su qua tí đề về su tạm mồ. Chữ qua tí do căn ngữ qua. À, đây là một cái động từ số ít có nghĩa là thổi. Cái gì thổi? Chỉ có không khí, chỉ có gió mới thổi mà thôi. Ừ. Thì qua tí ở đây là cái động từ thổi. Mình thổi lửa ha. Và cái gì thổi bay á, gọi là gió. Ừ. Rồi đê quê số. Đê quê xú do từ đê quá. Đê quá là một danh từ nam tính. Akran ta phung linh gá. Đê quá ở đây được chia theo định sở các số nhiều. Sát tầm ý, quy phá tí, bảo hữu quá trà ná. Cho nên chữ đê quá biến thành đê quê xú. Đê quê xú là giữa chư thiên, trong chư thiên, chư thiên. Ở đây thì giữa chư thiên. Định sở các, tức là nói về cái vị trí của cái trường hợp nó nằm ở chỗ nào. À, đề về số là giữa chữ thiền ha. Rồi Uttamo. Uttamo do cái từ Uttama. Do từ Uttama nhưng mà nó đứng làm chủ từ số ít. Bạch Tham Á, Ê Câu Quá Trang Lai Bụt Phát Tí, cho nên Út Tàm Á biến thành Út Tàm Mô. Út Tàm Mô có nghĩa là tối thượng, cao thượng. Út Tàm Mô là cao thượng, là tối thượng. Vậy thì câu số 3, câu số 4. Vô chất si lá quá tăng gần thô và tí đề về sú út tạm mô. Vô chất si lá quá tăng gần thô và tí đề về sú út tạm mô. Hương thơm của người có giới hạnh thổi giữa chư thiên là tối thượng. À, hương thơm của những người có giới hạnh thổi giữa chư thiên là tối thượng. Chỉ thổi hay là chữ bay cũng được ha. Rồi, bây giờ câu Phật ngôn 56 cho chúng ta một ý nghĩa. Hương thơm này thì của gỗ già la hay là gỗ trầm hay là chiên đàn là nhỏ nhoi. Còn hương thơm của những người có giới hạnh thổi bay giữa chư thiên là tối thượng. À, xin lặp lại toàn bộ câu Phật ngôn 56. Hương thơm của chiên đàn, của già la là nhỏ nhoi. Còn hương thơm của những người có giới hạnh thổi bay giữa chư thiên là tối thượng. Như vậy câu Phật ngôn 56 được ngài Hòa thượng Giáo Đức Phổ Thơ Lục Bát thế này.
Hương người đức hạnh phi thường, sông bay bốn cõi, thiên vương ngạc ngào. Hương xe lý hương trầm, ta cùng với thiên đàng thắng hương. Hương người đức hạnh phi thường, sông bay bốn cõi, thiên vương ngạc ngào. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngũ ngôn. Thích giá trị hương này, hương già la chuyên đàn, chỉ hương người đức hạnh đối thường tỏa thiên giới. Ít giá trị hương này, hương già la chuyên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Rồi bây giờ quý vị nghe âm thanh có được liên tục không? Chúng ta đi vào duyên sự ha. Quý vị nghe được chứ ha? Bảo ngoài trời, đừng có bảo trong lòng thì tốt thôi. Đại bị ảnh hưởng bảo ngoài trời, rồi tâm trạng của chúng ta cũng lo sợ thế này thế kia, cho nên nó bảo luôn trong lòng. Rồi bảo ngoài trời để trời lo, còn bảo ở trong lòng mình tự mình diệt lấy nó. Câu Phật ngôn 56 có ý nghĩa thế này. Khi mà Đức Phật người tại chùa Trúc Lâm. Alo, chùa Trúc Lâm tiếng Bali viết làm sao đây bà con? Hay là nghe gà gái rồi quên đi cái chữ Trúc Lâm. Alo, Trúc Lâm, quê Lu Quana, đúng rồi, quê Lu là tre Trúc, Quana là cái vườn, cái rừng. Quê Lu Quana, chính xác. Thì ở tại đó, Đức Phật đã đề cập đến Ngài Maha Kassapa. Ngài Maha Kassapa, quý vị biết làm sao đây? Bởi vì khi mà câu Phật ngôn 56 này, quý vị phải dẫn chứng Ngài Maha Kassapa, cho nên phải viết ra cho đúng. Maha Kassapa, ai biết vị này tối thắng về cái hành gì? Alo, Ngài Maha Kassapa, Sa Thủ Sĩ Kim Nhung, Trích Nhật Quỳnh. Ngài này tối thắng về hành gì? Đầu đà. Đầu đà mà viết không có dấu à. Chí Thiền Vũ giống như là đau da hả? Đầu đà khổ, có dấu thì thấy rõ ràng ha, còn không có dấu thì giống như đau da hả? Rồi sa thủ quý vị nắm rõ về tiểu sử của vị này để rồi chúng ta dẫn chứng ha. Maha Kassapa chữ ba ở phía trên đó, Sĩ Cao Quang Thành, Sĩ Nhật Quỳnh đúng nè, Sĩ Kim Nhung đúng nè ha. Chữ ở trên là đúng, còn Sĩ Quang Thành ở dưới này sai nha. Rồi Ngài Maha Kassapa sau 7 ngày thiền diệt. Thiền diệt tức là trong cái trạng thái coi như chánh năng, ngoại lý trần tướng, nội tâm bất động trong vòng 7 ngày. Chúng ta 3 ngày thấy là mờ mắt, đói, xỉu, nhưng mà các ngài đã vào thiền. Và năng lực của thiền định làm cho vị này trong vòng 7 ngày tỉnh bơ. Mà có những cái vị thiền diệt, chúng ta thấy rằng lửa đốt cũng không cháy, như trường hợp của tiền nghiệp của Hoàng hậu Mallika, tắm xong lạnh quá lên đốt lửa để mà coi như hơ để cho nó ấm, không ngờ đốt cái vùng đó, ở trong cái vùng cỏ rậm đó thì coi như có một vị Phật độc giác này đang thiền diệt. Thiền diệt tức là nhập định trong vòng 7 ngày, không ăn, không uống, ngồi im ru vậy. Thì Hoàng hậu Mallika trong tiền kiếp và những người cung nữ đó, họ mới đốt lửa lên để sưởi. Không ngờ khi mà đốt lửa lên thì có những
lửa cháy hết rồi, thấy ngài vị Phật độc giác đó ngồi tỉnh mơ như vậy à, mới tới nhìn coi ồ còn nguyên vẹn, mới nghĩ rằng ồ đã chết rồi, bởi vì ngài ngồi im ru ha, rồi chết rồi, mình đã lỡ sát hại một cái vị sa môn mà chính đức vua đương sủng ái, đương tôn kính, mà bây giờ thì lỡ đốt kiểu này thì thôi, bây giờ chắc lửa vô đốt thiêu hủy luôn cái xác, và ghi chắc chắc của chắc vô xong thiêu hủy cái xác, đốt cái xác của ngài Đức Phật Trục Giác. Thì trong khi đốt đó thì nó bỏ về, nhưng mà lửa đó cũng không làm cho ngài coi như bị thiêu hủy, bởi vì quý vị biết rằng cái thiền cái thiền là cái vấn đề bất khả thi nghi, thiền chứng là một bất khả thi nghi, cho nên chắc quan đốt rồi nghĩ là chắc chắn là tiêu cho nên rút lui, nhưng mà thật sự ra ngài không chết. Thì ở đây ngài Maha Kassapa trong 7 ngày im lặng đi vào thiền viện, và ngày thứ bảy đã xuất định rời cái chỗ mình tu tập, đi vào trong thành Vương Xá, tức là Varanasi ha, để đi khất thực. Mà thường thường cái hành đầu đà của ngài á là không có chọn lựa, không có chọn lựa một cái vị trí nào, nghĩa là hôm nay bữa này ngày ba chỗ kia, rồi tùy theo doanh nghiệp cho nên ngài đi từng nhà như vậy, không khen không chê nhà này nhà kia gì hết. Rồi trong khi đi từng nhà để khất thực như vậy, thì có 500 ngọc nữ là cung phi của Đức Thiên Vương Đế Thích. Thiên Vương Đế Thích, Đức Vua Trời Đế Thích. Quý vị viết sao cho đúng nè, chữ Bali. Alo, Thiên Vương Đế Thích, Đức là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Quý vị viết sao cho đúng, tiếng Bali. Trời đất ơi, ngủ hết trơn rồi, khổ đế vậy. Sắc cá, sắc cá. Như vậy là với Gia Nhà Khà viết đúng. Sít Kim này nói chuyện nhiều quá, hàng gì viết sai. Rồi, ai cũng đúng hết, chỉ có mình Sít Kim mà. Rồi, Sít Kim cũng chặt lắc luôn. Ở trên viết sai mà giữ còn chặt nữa. Hai lần mà cũng viết chặt. Đó, bây giờ lần thứ ba mới đúng nè. Bắt trước người ta cho nên mới đúng đó. Chứ hai lần đầu chặt hết. Rồi, sắc ca. Thì bây giờ trở lại vấn đề. 500 ngọc nữ, tức là các vị chư thiên nữ là cung phi của Đức Vua Trời Đế Thích nha. 500 cung nữ này mới rủ xuống ở dưới trần gian này nè, để mà coi như vui chơi ca hát, hoặc là coi như đi ta bà hành đồ. Nhưng mà khi xuống trần gian thấy ngài Maha Kassapa, ngài đi khất thực, thì những cung nữ này mới hoan hỷ trong thiện sự, mới rủ nhau chúng ta hãy đi bát cúng dường để ngài Maha Kassapa. Theo con đường các sở pháp xin ngài sửa này, rồi hãy đi cái độ còn các sở pháp ngài có một tâm của là có mùi hương vị rằng thường cho ta đi đi để được. Alo, hết nghe hả? Trời ơi,
chỗ hay thế này, Hoa Huynh Giang Nhạc Hà còn nghe. Cái chỗ hay là hết nghe, khổ thiệt à. Rồi, còn nghe rồi. Tức là 500 cung nữ này đón đường để bác cho Ngài Maha Kassapa. Thì Ngài nhìn, Ngài biết đây là những vị chư thiên, rồi những cái vật thực của chư thiên đem xuống để bác. Thì Ngài mới nói, hãy tránh đường cho ta đi để ta tế độ những người nghèo khổ. Ngài thì 500 cung nữ kia mới năn nỉ bạch Ngài, xin Ngài đừng có xua đuổi chúng con, xin Ngài hãy từ bi tế độ chúng con. Ngài biết đây là những 500 cung nữ mà coi như mình đuổi nó, họ không chịu tránh, cứ đứng mà van này hoài như vậy. Thì Ngài mới bảo, cô thật là không biết tự lượng sức mình, tránh đi chỗ khác. Và Ngài đã búng cái ngón tay kêu thành tiếng, tỏ ý từ chối. Và nghe tiếng búng tay của Ngài Maha Kassapa thì các cái vị tiên nữ này đều cứng cả người, không thể ở đó được, cho nên đồng bay về thiên giới. Giống như Ngài sử dụng về Đức Dương Chỉ, búng ra một cái là coi như bao nhiêu vị chư thiên nữ này quán hồn bỏ của chạy lên người. Rồi khi về tới thiên đình thì Đức Vua Trời Giải Thích mới hỏi các nàng đi đâu về đó. Và Tấu Thiên Vương, chúng em thấy Ngài Maha Kassapa vừa xuất đại định cho nên rủ nhau xuống để bắt cúng dường. Rồi cái Đức Vua Trời Giải Thích mới hỏi các nàng có để bác được hay không? Ô, Ngài Maha Kassapa không chịu thọ. Ô, vậy thì Ngài bảo sao? Tâu Thiên Vương, Ngài bảo rằng để ta tiếp độ những người nghèo khổ. Rồi các nàng đi với cái lối trang phục như thế nào? Và Tâu Thiên Vương, y phục cũng giống như thế này nè, đang mặc này. Được Vua Trời Giải Thích mới chê, sáng như các nàng mà để bác Ngài Maha Kassapa thì làm sao mà Ngài chịu nhận cái phần đó được. Rồi Đức Vua Trời để thích cũng tự mình muốn xuống để bác, cho nên Thiên Vương để thích hóa là một ông lão thời dệt già nua lụm cụm, răng rụng, tóc bạc gần đất xa trời. Thiên hậu Sushruta cũng hóa thành một bà lão tuổi tác cũng già nua như thế. Đức Vua Trời Đế Thích hóa hiện một con đường dẫn đến chỗ ngủ là một cái mái nhà tranh tồi tàn rách nát. Trong đó là hai ông bà già đang kéo chỉ xe sợi để dệt vải. Ngài Maha Kassapa đi vào trong thành tìm những người khốn khổ để tế độ. Khi đến ngoài cổng thành, trông thấy con đường có mấy trò tranh, hai ông bà lão nghèo khổ đang ở đó. Khi đó Đức Vua Trời Giải Thích đang văn chỉ, còn Thiên Hậu thì quấn chỉ để xe thành từng cuộn. Ngài Maha Kassapa mới suy nghĩ, ô, hai ông bà già này tuổi tác đã già nua mà còn làm việc lao động cực khổ, chắc chắn rằng trong thành này không có ai nghèo khổ hơn họ, dầu họ chỉ chừng một lá cơm thì ta cũng nên tế độ thọ dụng để cho họ có phước. Và Ngài Maha Kassapa đến cửa nhà của hai ông bà. Đức Vua Trời Đế Thích thấy Ngài Maha Kassapa đi đến mới bảo Thiên Hậu, này bà ơi, đại đức của chúng ta đã đến rồi kìa. Mà rồi ông này cái giả đò cứ làm thinh như là không nghe thấy gì hết. Thôi để ta gọi Ngài để bác cho Ngài đi. Ngài Maha Kassapa đến đứng trước cửa nhà, hai ông bà làm như không thấy Ngài gì hết, cứ chăm chỉ làm công việc của mình. Rồi một lát sau mới đi vào nhà,
À, bây giờ thì Đức Vua Trời Thế Thích mới bảo vợ, hình như trước cả nhà, trước cửa nhà mình có một vị đại đức đang đứng, à bà ra coi có phải vậy không? Thôi không, à, ông ra có lý. Bà Đức Vua Trời Thế Thích ra khỏi nhà, gieo năm vót xuống đảnh lễ ngài Mahakasapa và hai tay gác chân lên đầu gối và nói rằng: chặt khổ dữ à, không mấy thở mà ngài của chúng ta đã quan lâm đến trời xã. Bà ơi, ở trong nhà có món gì đem ra để bác chứ? Bà nàng sư cho ta làm ra phải lắm cẩm chậm chạp trả lời rằng: có không à, có không à. Rồi Đức Vua Trời Thế Thích không bạch ngài có vui lòng nhận thực phẩm của ngon lành của con hay không, mà chỉ rước bát của ngài và nói: khi ngài hãy chế độ cho chúng con. Ngài Ma Cách Sạch Phá thầm nghĩ: mấy người này chỉ để có một nắm rau hay là cám, ta cũng sẽ thọ để cho họ có phước. Rồi Đức Vua Trời Thế Thích vào trong nhà với cơm trong nồi đổ ra đầy bát rồi đem ra dâng cho ngài. Cơm của ngài để bát có cả canh, có cả thức ăn, mùi thơm loan tỏa ra khắp cả cái kinh thành ra cho ngài hát. Lúc bấy giờ ngài Mahakassapa nghĩ: người này coi bộ nghèo khổ, để bác những đồ cao quý như là đồ ăn của Đức Vua Trời Thế Thích. Ồ, đây là ai vậy nè? Sau khi quan sát thấy rõ là Thiên Vương Thế Thích ở cung trời Đao Lợi, ngài Mahakassapa mới chắc rằng cái nghiệp của Thiên Vương tạo ra nặng lắm nha, không khác nào đi cướp phước của những kẻ nghèo khó. Thật vậy, kẻ nào nghèo khổ thế mấy, nhưng mà hôm nay đặt bắt cho ta thì nhất định phải chiếm được cái địa vị là đô đốc, là trưởng giả chẳng hạn. Bạch ngài, không có ai nghèo khổ hơn trẫm cả. Có lý nào một vị thiên vương mà nghèo khổ, trong khi thiên vương đã làm chúa cả hai cõi trời? Bạch ngài, quá thật là như thế, là vì trẫm tạo nghiệp lành nhằm cái thời kỳ chưa có Phật. Còn ba vị thiên vương như Chu La Ratha, Maharatha, Anne Các Hoàng Na, nhờ tạo cái nghiệp lành trong thời Đức Phật hiện tại giáng thế, cho nên khi sanh lên thiên giới gần cung của trẫm thì có oai lực bằng nhau và hơn cả trẫm về huy hoàng sáng lạn. Quả thật gần ba vị ấy thì cái ngôi sao của trẫm nó trở nên lu mờ đen tối, trẫm phải dẫn cả đoàn cung phi ngọc nữ kiếm đường để mà thoát thân chạy vào tử cung. Ánh sáng của từ mình của họ chiếu ra bao trùm ngọc thể của trẫm, còn ánh sáng từ ngọc thể của trẫm chiếu ra không có thấu tới mình họ. Vậy thì ai là người khốn khổ hơn trẫm? Bạch ngài, dầu vậy mặt lòng từ nay về sau thiên vương đừng có gạt bần tăng mà để bác nữa nghe. Bạch ngài, gạt ngài để bác như thế chẳng có được phước hay không ạ? Có được chứ. Nếu vậy thì tạo nghiệp lành là bổn phận của trẫm, bạch ngài. Nói rồi Đức Vua Trời Giải Thích đến lễ ngài Mahakassapa, dẫn nàng Sujata nhiễu quanh ngài ba vòng rồi bay bổng lên không, cất tiếng cao hứng mà la lên rằng: ôi sự bố thí, bố thí ba la mật nơi ngài Mahakassapa là trường tồn, là vinh vi diệu. Rồi ở đây khi mà Đức Vua Trời Đế Thích đã đánh lễ ngài Mahakassapa nhiều quanh ngài ba vòng rồi bái lên hư không, rồi thốt lời cao hứng: ôi sự bố thí, bố thí ba la mật
nơi ngài Maha Kassapa nó trường tồn là vi diệu. Đã liên bản như vậy, Aho Đà Nẵng Paramat Đà Nẵng Kassapa Subhatik Thị Tăng Tị. Trong khi lá ba lần tiên hay không như vậy, thì Đức Phật ngài ngự trong chùa, trong hương khắp, nghe cái tiếng của Thiên Vương để thích hoan hỷ, cảm ứng, reo lên như vậy. Cho nên mới gọi các vị tỳ kheo và bảo rằng, này chư tỳ kheo, hãy nhìn coi Thiên Vương để thích. Ông ta cao hứng, ca ngâm, rồi bay trên hư không. Ông ta đã làm gì mà cao hứng như vậy, bạch Đức Thế Tôn? À, vua trời Đế Thích đã gạt được Kassapa con trai của ta để bắt cúng dường, rồi thỏa thích. Cho nên vừa đi vừa cao hứng ngâm nga. Bạch ngài, làm sao mà ông ta biết là nên để bắt cúng dường đến ngài Maha Kassapa? Này chứ tỳ kheo, tỳ kheo nào thọ pháp đầu đà, hằng đi khất thực như con trai của ta, thì chư thiên hay nhân loại đều thương mến cả. Rồi chính ngài cũng ngẫu hứng và nói lên sự bố thí, sự bố thí ba la mật để ngài Maha là vi diệu, là tối thắng. Và sau khi Đức Phật đã cao hứng thốt lên những cái lời tán thán đến ngài Maha Kassapa, tỳ kheo nguyện giữ hạnh tỳ bình, xin chẳng nuôi ai đủ miệng mình. Người vậy chư thiên hằng cảm mến, tâm thường thanh thản, trí viên minh. Và sau khi mà Đức Phật đã tán thán ngài Maha Kassapa, và ngài nói tiếp, này các tỳ kheo, Đức Vua Trời Đế Thích sẽ dĩ để bắt cúng dường để con trai ta, chẳng qua vì mến mộ cái hương giới đức của con trai của ta. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn năm 16: Appamatto ayaṃ gantho yāyaṃ tagara candāni yo tassi lavataṃ gantho va tideve suuttamo. Câu Phật ngôn năm 16 cũng hơi lúa già ha, nhưng mà giờ phải đọc cái ý nghĩa tiếng Việt ra. Ít giá trị hương này, hương già lá chuyên đàn, chỉ hương người đức hạnh, tối thượng tỏa thiên giới. Qua duyên sự này, chúng ta thấy rằng Maha Kassapa định tế bằng độ nhầm Đế Thích giả cùng nhân, mới hay trời cũng tranh làm phước, kẻo sống thua người thấy tuổi thân, bằng tâm dối gạt giúp cho người, phước cũng mười phần đủ trọn mười, chỉ tội chú nghèo chưa biết mặt, hại làm hụt làm bá hộ một khen chơi, đi bắt hàng ngày Phật vẫn khen, nhưng mà chịu cực phải cho quen, bằng không sẽ thấy buồn trong ruột, bỏ hành tùy cơ chẳng trống kẹn. Alo, câu Phật ngôn năm 16, chúng ta không có thời gian hả, không có thời gian để thảo luận. Và đây là một câu Phật ngôn mà chúng ta thấy rằng người ta đã giàu mà người ta còn tranh nhau làm phước, là có tiền nó để ra tiền. Một cái câu nói là thế gian vậy ha, có tiền nó để ra tiền, người giàu lại tạo thêm cái thiện hạnh để vươn lên, trong khi tâm ý của ngài Kassapa là chế độ những người nghèo khổ, những người hữu duyên. Bởi vì trong 7 ngày thiền diệt, cái quả báo nhãn tiền, tức là ai để bát cúng dường sẽ trở thành một vị đô đốc, sẽ trở thành một vị trưởng giả, nghĩa là cái phước nó trổ ngay trong cái kiếp sống hiện tại.
nhưng mà đã gọi là thiên vương giải thích, ông lấy cái quyền làm ông trời, mà khi thấy mà 500 cung nữ mà để bác cúng dường được á, là ông ấy mới nói tại sao ngu vậy, ăn mặc sung sướng, ăn mặc nghĩa là cái hình tướng của chư thiên mà xuất hiện để mà để bác cúng dường để như ngài Kassapa. Mà ngài Kassapa là một cái vị đệ nhất đầu đà, trí tốt, tiểu dục, là độc cư nhàn tịnh, thì với cái hạnh của ngài như vậy mà thấy ăn mặc suy xoan xiêm y sung như này thì ngài sao tế độ được, để tao làm. Và thế là Đức Vua Trời Đế Thích cùng với Hoàng hậu Suchata biến thành những người nghèo khổ, hai ông bà già lúng cũng đó là quân chỉ xe tơ rồi làm ra vẻ nghển ngãn ha, và thế là ngài Kassapa bị mất mưu sau khi để bác cung dường. Khi mà nghe cái mùi hương của vật thực nó bốc lên thì ngài Kassapa mới biết à, ra này là ông trời này, cái ông trời xuống lừa gạt này. Và thế là mới nói rằng nhà người đã ăn cướp cái phước của những người nghèo, người đã giàu rồi mà còn xuống đây mà tạo phước như thế này là người là kẻ ăn cướp. Nhưng mà Đức Vua Trời Đế Thích nói khi mà để bác được như thế này mà thì cái quả báo nó thế nào thì cũng có phước kể, nhưng mà không nên làm, nên để những người nghèo họ làm, còn người giàu rồi làm chi. Nhưng mà Đức Vua Trời Đế Thích thấy rằng mình làm phước có phước và bị đuổi đi, lần sau không được làm nữa, nhưng mà lần này quan hỷ quá, bay lên không đáng thắng, được cả. Không ngờ Đức Phật nghe ngài mới nói với các vị tỳ kheo là Vua Trời Đế Thích đã gạt được con trai của ta, tức là ngài Kassapa. Tại sao? Bởi vì cái giới hương nó quan trọng, mà làm cho 500 cung nữ kia để bác không được, và chính Đức Vua Trời Đế Thích ngài mến mộ, ngài hoan hỷ, ngài mới xuống giả dạng thường dân, nhưng mà làm khó thường dân mới cúng dường được nghe, chứ làm thường dân bình thường chắc cũng không được đâu, khó thường dân chắc là đã tới cái hạn mà bần cùng á, không có chức tước, không có quyền hành gì, lãng lãng. Thì khi đó ngài Maha Kassapa bị mất mưu và để bác được, thì ở đây Đức Phật ngài tán thán nói rằng tại sao tranh nhau để bác cho ngài Kassapa, bởi vì cái giới hương ngài Thọ Hành Đầu Đà này, ngài là một cái vị mà coi như là thánh vô lậu này ha, mà ngài độc cư nhàn tịnh, cho nên cái hương giới đức của ngài mà chư thiên mê mộ. Chúng ta khi mà nghe câu chuyện này, quý vị cảm thấy thế nào? Chỉ là cái vấn đề bố thí, đến một cái vị coi như thánh thinh văn. Còn bây giờ chúng ta hãy nghĩ lại chính bản thân của chúng ta. Chúng ta mỗi buổi sáng đến thọ trì tăng quy, đến thọ trì về ngũ giới, vậy thì chúng ta có tăng quy, có Đức Phật, có giáo pháp, có chư tăng, rồi chúng ta thọ về giới nữa. Thì như vậy Đức Vua Trời Đế Thích đến với ngài Kassapa chỉ có vấn đề bố thí mà thôi, do cái giới hương của ngài, do đức hạnh của ngài. Còn bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến với đạo tràng, chúng ta hướng về Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, rồi chúng ta thọ trì về quy giới. Thì như vậy
trong cái cảnh giới này chúng ta cảm thấy an lạc, chúng ta có cái điều mà chúng ta có thể qua câu chuyện này chúng ta hơn Đức Vua Trời Thế Tôn. À, quý vị nghĩ sao? Trong cái vấn đề thân, thọ, tâm và pháp, chúng ta lấy câu chuyện này để chúng ta suy nghĩ. Một ông trời mà muốn để bác cúng dường phải hóa hiện ra một cái người bần cùng khổ. Còn bây giờ chúng ta khỏi cần hóa hiện gì hết, mà chúng ta với bản chất thật của con người, chúng ta thể hiện cái trong lòng của chúng ta. Bây giờ ai giàu ai nghèo không quan trọng, bởi vì trong cái hình thức giãn cách thế này, có tiền cũng đói mà không có tiền cũng đói. Vậy thì cái tình người thể hiện, đó là điều quan trọng mà chúng ta có thể thực hành bất cứ giờ phút nào. Chúng ta cảm thấy rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng ta làm dài dài, tức là nhất cận thân nhì cận lân. Trong cái xóm của chúng ta biết được cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta san sẻ lá rách đùm lá nát. Cái hành động này vẫn tốt hơn Đức Vua Trời Để Thích phải dễ dàng thường dân, mà phải là khó thường dân mới làm phước được nghe. Còn chúng ta cứ mạnh dạn thì thôi, thời gian cũng đã hết rồi. Với câu chuyện này, đây là một bài học để chúng ta suy niệm và chúng ta rút ra một bài học thiền pháp. Chúng ta làm bất cứ giờ phút nào, không nên để cho ác pháp nó xen vào mà nó làm cho tâm ta bị chao đảo. Trước khi xin tán thán công đức của Sĩ Tâm Phương và người chị là Sĩ Lưu, tán thán công đức của Huynh Quang và công đức của Sĩ Triết Lam Hồi Xuân. Quý vị đã hỗ trợ tình tài cúng dường tam bảo, cũng như giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cái mùa dịch bệnh. Đây là những cái điều thiết thực quý vị tạo ra lúc này còn hay hơn là cái câu chuyện của Đức Vua Trời Đế Thích. Đức Vua Trời Đế Thích phải hóa hiện cái này cái kia, còn quý vị gửi thẳng rồi lại nhận được và báo biết sẽ làm theo sự yêu cầu của quý vị trong thiện pháp. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin qua lực vô biên chư thuần giác độc giác và thiên văn thánh chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Y đăng vô nhà tỳ năng hồn tu sư khí tạo hồn tu nhà tác vô. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Xin mời sĩ Nhật, sĩ Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.